trường Trung học cơ sở Trực Thái được thành lập tháng 8 năm 1965. Lúc đó là lấy học sinh của trường cấp 2 Pháp Việt Trực Cường về và trường phổ thông nông nghiệp Trực Thái về và tuyển học sinh lớp 4 từ trường tiểu học cấp 1 Trực Thái lên được thành lập. Lúc đó trường chỉ có 5 lớp, 2 lớp 5, 2 lớp 6 và 1 lớp 7. Đấy là năm đầu tiên tên trường được gọi là trường phổ thông cấp 2 Trực Thái và học sơ tán xuống các xóm học tại các nhà dân, kể cả văn phòng cũng đóng tại nhà dân. Mỗi lớp cách nhau khoảng hàng trăm, mấy trăm mét, phải học dưới những cái hầm chữ A, học sinh phải đeo mũ rơm và các cái phương tiện để phòng chống chiến tranh bắn phá của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Cho nên là lúc đó là nhà trường vô cùng khó khăn. Trong quá trình trưởng thành và phát triển, trường đã di chuyển tới 3 nơi. Đầu tiên là xóm 8 Trực Thái và sau đó lên xóm 5 và đến bây giờ là xóm 4. Lúc đầu thì trường gặp rất nhiều khó khăn, tất cả về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị dạy học và cũng như đội ngũ giáo viên. Bản thân tôi về Trực Thái làm hiệu trưởng từ tháng 8 năm 1988. Lúc đầu về trường thì được gọi là trường phổ thông cơ sở, gồm hơn 20 lớp cấp 1 và 10 lớp cấp 2, tổng số khoảng trên 30 lớp. Và trường được chia làm 4 khu. Khu 1 là xóm 4, khu 2 là xóm 8, khu 3 là xóm 12 và khu 4 là xóm 14. Điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, trường lớp thiếu thốn về cả về lớp học, cả về bàn ghế, cả về trang thiết bị. Nhà trường, đội ngũ giáo viên cũng rất là thiếu thốn, thiếu cả về số lượng và yếu cả về chất lượng. Trong quá trình hoạt động thì năm đầu tiên tôi được tiếp nhận nhà trường phổ thông cơ sở Trực Thái là năm 1988, là một đơn vị trung bình của huyện Hải Hậu. Và sau đó do cái quyết tâm của bản thân tôi và sự giúp đỡ của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và sự nhất trí cao của Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên, sau một năm đã đưa trường phổ thông cơ sở Trực Thái thành đơn vị khá và đến năm thứ hai đã đưa trường trở thành đơn vị tiên tiến của huyện Hải Hậu. Và suốt trong 21 năm tôi làm hiệu trưởng, tôi đã đưa cái trường từ phổ thông cơ sở và sau đó tách thành trường trung học cơ sở, thành đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của phong trào giáo dục. Trong 21 năm thì đã có 20 năm là đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của huyện Hải Hậu và huyện Trực Ninh. Có những năm là đơn vị lá cờ đầu của phong trào giáo dục huyện Trực Ninh, như là năm học 2007 và 2008. Và 2008 đã được công nhận là đơn vị trường chuẩn quốc gia của tỉnh Nam Định và được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của tỉnh Nam Định, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Còn bản thân tôi thì trong 21 năm làm hiệu trưởng thì trong đó có 20 năm tôi đạt chiến sĩ thi đua, trong đó có 2 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 20 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện và được tặng thưởng nhiều giấy khen và bằng khen của huyện, của tỉnh, của sở giáo dục, của liên đoàn lao động và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen và được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục và huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và tôi cũng rất tự hào là cái trường sau những năm tôi bàn giao lại cho các thầy cô giáo, đến nay là 6 năm, thì các thầy cô giáo hiệu trưởng tiếp theo
vẫn duy trì được phong trào của nhà trường và vẫn đạt đơn vị tiên tiến và đơn vị tiên tiến xuất sắc, và đang đề nghị công nhận là đơn vị chuẩn quốc gia vòng 2 và đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Chúng tôi cũng rất phấn khởi và rất tự hào các thầy cô giáo tiếp theo, hiệu trưởng tiếp theo đã duy trì được cái phong trào mà chúng tôi đã dày công vun đắp, và cũng như là chúng tôi dày công xây dựng nó trong suốt 21 năm tôi làm hiệu trưởng ở trường trung học cơ sở Trực Thái.